phối màu và tô màu cho nó. Thì mình sẽ hướng dẫn cho người cách tô màu phối màu cho nhân vật anime và tô bức tranh này như thế nào, thì nhớ rất là nhiều chi tiết của ha. Thì mình sẽ bắt đầu tô và hướng dẫn cho người tô và phối màu nha. Đầu tiên mình sẽ tô, mình phối màu tóc trước nha. Mình sẽ tô màu tóc là xanh dương và vàng. Mình sẽ tô màu vàng trước. Nó sẽ tô vàng trước nha. Tiếp theo mình sẽ phó chút xanh dương rồi. Tiếp theo mình sẽ tô phần áo nha. Mình sẽ phó này. Đầu tiên sẽ là màu vàng đi. Cái này nó nhiều chi tiết là khó tô. Màu sẽ tô màu hơi màu đỏ nha. Mình sẽ tô những cái gì. Kiếm mấy cái gì mà tên màu đỏ hết. Đó. Dưới tên đỏ hết nha. Dưới đây nha mấy cái đường này. Nó hơi khó tô nhưng mà tô được thì nó sẽ rất là ok. Đó. Mình sẽ tô cho điện nha. Đi viền đỏ. Đó, tạo đỏ nha. Tô viền nha. Cứ tô cho mình vậy nha, nó sẽ dễ hơn á, nhanh hơn. Thế thì mình tô một vàng vô. Vàng vô cái áo nha.
Tiếp theo là tới màu snack can. Xin đậm nó lên ha. Tiếp theo là xin dưa. Đó, tôi là xin dưa. Giống ngủ vậy, ngủ sắc quá à. Màu chơi chơi. Xong mấy hả chị? Mười mấy lít mà xong. Chơi buồn ngủ rồi. Chút nữa rồi chị. Chút nữa rồi mình sẽ tơ cho đều nha. Liếp liếp năm rồi chị. Bước này nó năm nè. Thì giờ mày tắt cái này thì mày chỉ cần cái mọi như chồng mày ngồi mày quay nó chứ đâu gì đâu. Rồi với lại mày chỉ để xách cái ghế của mày đi vô mày quay động tao lại. Cho em tô tầm mười mấy lít. Đâu chưa, mới 5 clip à, thiệt luôn á. Đời này thiệt 5 clip à. Chịu quay là em cũng bắt đầu em quay đó. Đó, tôi chỉ điện thôi. Dạ, để tôi xong rồi ha. Thì bây giờ đây chính là thành phẩm mình nha. Thì cảm ơn mọi người đã xem video nha. Hẹn gặp mọi người ở những clip tiếp theo nha. Bye bye.